Ông đã về với đất nước giữa cảnh phân ly, nghiêng ngửa mà hầu như không cứu vỡ được. Ông đã trở thành vị tổng thống thứ nhất của nền đệ nhất Cộng hòa. Ông đã tận tụy trong 9 năm phục vụ đất nước, dân tộc và quốc gia này trong khổ hạnh và trong gian truân, trong đau khổ. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca lại chúa vinh danh chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng nước Thiên Chúa giống như cái gì đây và tôi sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như cái hạt cải mà người kia lấy gieo trong ruộng của mình, nó mọc lên trở thành một cây to và chim trời đến nương náo trên ngành của nó. Chúa lại phán, tôi sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như những hạt men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối bột đều dậy men. Đó là lời Chúa, lời Chúa Kitô, mời khen Chúa kính thưa quý ông bà và anh chị em kính thưa các anh các bác trong hội cựu quân nhân quân lực việt nam cộng hòa tây úc nói về cuộc đời của một vị tổng thống những sự kiện mà mình phê phán hay là luận công buộc tội đó không phải là việc làm của chúng ta mà đó là việc làm của những sử gia chuyên môn và uyên bác hãy để họ làm và nhất là cần có thời gian nghiên cứu, sưu tầm và đối chiếu. Với những điều đó thì để sử gia là chúng ta có thể tưởng niệm vì lòng biết ơn. Chỉ vậy thôi. Ước mong rằng mỗi lần suy nghĩ về một khía cạnh nào đó của cuộc đời của Chí sĩ Ngô Đình Diệm. Đời của ông cũng như cuộc đời mỗi người chúng ta. Lớn lên, đi học hành, thực tập, phục vụ, phục vụ, rồi tranh đấu, rồi cũng phải chịu những thăng trầm may rủi của vòng tay định mệnh và những luân lưu của bánh bánh xe lịch sử tiếp tục quay. Cuộc đời ông hiển nhiên là những cá biệt đặc thù và bao nhiêu trỗi vượt huy hoàng có, thê thảm có. Ông đã về với đất nước giữa cảnh phân ly, nghiêng ngửa mà hầu như không cứu vỡ được. Ông đã trở thành vị tổng thống thứ nhất của nền đệ nhất cộng hòa. Ông đã tận tụy trong 9 năm phục vụ đất nước, dân tộc và quốc gia này trong khổ hạnh và trong gian truân, trong đau khổ. Rồi ông ra đi một cách đột ngột và rất bi thảm để lại bao nhiêu bàn hoàng, luyến tiếc cho lòng người đã có những người ngoài quốc cũng chia sẻ sự bàn hoàng đó. Hôm nay tôi muốn mời quý vị coi lại một giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn mà người ta cho là khi ông nhận lời của cụ Hoàng Bảo Đại về làm thủ tướng là ông dạy. Bởi vì cái đất nước tan thương, chế độ thực dân Pháp cố tình gây ra những chia rẽ từng mảnh từng mảnh nhưng coi lại thành tích 9 năm hoạt động của ông mà tiến sĩ Phạm Văn Lưu sưu tầm. Tôi tóm tắt thôi. Ngày sống thất 1954 là mùng 7 tháng 7 đó. Chí sĩ Ngô Đình Diệm trở về nước chấp chính, đảm nhiệm trước lịch sử cái trọng trách cứu vãn một đất nước lâm nguy trong tình trạng vô cùng bi đát Phải nói chữ vô cùng, đủ thứ phe phái, người Nhật có, người pháp có cộng sản có thật vậy bi đát đến nỗi các quan sát viên quốc tế nghĩ rằng dù có phép lạ cả thể đi nữa cũng không thể cứu được việt nam ghê chưa khỏi cái nguy cơ sụp đổ vào tay chủ nghĩa cộng sản đang bành trướng họ cho rằng ông diệm cũng những thất bại mà làm tiêu tan cả sự nghiệp chính trị của ông vì ông là một con người liêm khiết đang lên đang có uy tín nhưng ông nhận lời của quốc trưởng Bảo Đại về để thành lập chính phủ là một điều liều lĩnh và dạ dột. Nhiều phóng viên đã nhận xét như vậy. Nhất là trong cái âm mưu chia rẽ của người Pháp nhằm đốt cháy tương lai của đất nước sắp sửa được ông phục hồi. Nhưng chưa đầy 18 tháng sau, chính tuần báo The Economist của Anh đã viết những lời nhận xét sau đây từ một tình hình đương tuyệt vọng trước đó 18 tháng. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã mang lại một sự trật tự, an ninh, hòa bình có thể làm cho cả Miến Điện, Nam Dương và cả Mã Lai nữa thèm muốn. Nhưng chúng tôi biết chắc còn rất nhiều việc sẽ phải làm và rất vất vả gian nan. Họ nhận xét. Tôi không muốn đi tiếp nhưng mà cái thành công nhất của ông đó là ông đã thành công thu hồi chủ quyền quốc gia. Tất cả những phe phái trở về nhập vào trong quốc gia. Đó là thành công lớn nhất của ông và trong 9 năm giáo dục, kinh tế, ngoại giao vân vân phát triển. Như vậy khi bị giết chết ông để lại cái gì? Bây giờ tôi nói cái lý do Ai cũng biết ông bị giết, ông bị bắn bởi Đại Quý Nhung mà mấy tuần sau Đại Quý Nhung được lên Thiếu tá Nhung. Tội nghiệp cho Đại Quý Nhung là một con cờ thí, bây giờ ai cũng biết Đại Quý Nhung chỉ bắn vào hai xác chết đã chết rồi. Để lén gánh tội cho người khác, ai cũng biết. Cái người ngồi trong chiếc xe M113 đó còn đang sống ở Melbourne thấy cái gì thấy chuyện gì ông cẩn thận không nói tên mình ra thôi tôi đọc có người giới thiệu cho tôi quyển sách John Franklin Kennedy và The Inspicable nghĩa là tổng thống Kennedy và những điều không thể nói ra tác giả là James Douglas tôi tìm thấy trên mạng khi có người giới thiệu quyển đó đây là tài liệu nói rất rõ cái định mệnh của vị tổng thống yêu thương của chúng ta và cả tổng thống Kennedy. Nhóm tài phiệt mà gọi là war makers chuyên môn tạo vũ khí chiến tranh để bán. Cả nhóm xanh và nhóm đỏ đều chủ trương giết tổng thống diệm và ông Kennedy vì giữa hai người đã có một cái cam kết với nhau tháng 12 1963 là rút một 000 cố vấn quân sự ra khỏi Việt Nam. Và đến 1965, tất cả cố vấn Hoa Kỳ về nước và không có bóng dáng người Mỹ ở Việt Nam. Cục diện đã thay đổi, ấp chiến lược đã được củng cố mạnh. Và ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu, tôi gọi là hai ông là vì đây là một việc bàn làm chính trị đã liên lạc với Hồ Chí Minh để hai bên Việt Nam có thể nói chuyện như thế nào. Không biết có nên tin phía Cộng sản không? Tôi tin là ông Nhu biết. Nhưng rõ ràng, Tết 1963, Ngô Đình, Hồ Chí Minh có gửi cho ông Ngô Đình Diệm một cành đạo từ trong chiến khu đưa ra. Và trong dinh độc lập, Ngô Tổng thống của chúng ta đã đặt cành đào đã ở phòng khách cách công khai không phải là chuyện đồn đâu đại quý cận vệ chung với đại quý đỗ thọ xác nhận điều đó có thật và chính vì vậy mà cái nhóm international war makers quyết định không để cho chúng nó tạo ra tạm thời yên ổn và giết để mà đổ quân vào việt nam đó là định mệnh Và người ta dùng tay những người nào đã giết Thì tới hôm nay Cứ bàn nhau cứ đổi thừa cho đại quý nhung Hay thiếu tá nhung Tôi thấy ông nhung anh hùng Khi ông chết Ông không khai người nào hết á Mà nói rằng ông tự sát Không đúng Người vợ ông xác nhận trên cái bản viết Tường thuật Trên mặt bầm nát hết Và có cả gió gót giày giày xô đó Bốt đồ xô của lính đạp mót vào trong tráng á à cái gót dày đó không thể nào ông treo cổ được người ta bịt đầu mối cho tới cùng giống như Oswald Lee giết Kennedy cũng bị bịt đầu mối ngay lập tức thôi chúng ta không bàn về chuyện buồn đó nữa chúng ta hãy coi lại tài sản mà Ngô Đình Diệm để lại nhiều người nghĩ rằng ông có một cái băng ác cao khổng lồ không có đồng nào không ai tìm thấy ngân sách của ông ở trong nhà hàng ngân hàng nào hết tài sản để lại có cái gì có cái hình này cái bàn thờ mà ông dự lễ mỗi ngày bàn thờ rất bình thường ông, ông dân lễ mỗi ngày ngay khúc, lúc còn làm tổng thống ông chỉ coi cái chức vụ này là một nhiệm vụ để phục vụ tổ quốc đồng bào với tinh thần hy sinh vậy thôi ông luôn luôn nghĩ về một ngày nào đó khi hết làm tổng thống trở về ông đi tu theo dòng phước sơn nói rất với nhiều nhiều người số tiền ông đã dành dụm được chừng 10 triệu đồng ông chủ tâm sẽ đem dùng cho các công việc từ thiện và vào các tu viện nơi mà ông sẽ gửi trọn quãng đời còn lại của ông mà ông chưa để dành được Ông ngủ một trên một chiếc giường thô sơ Mà khi người ta vì bực tức Nhảy vào trong dinh độc lập Lật chiếc giường úp lại Chiếc giường không có nệm Có một cái gối thôi Nằm trên gỗ Mộc mạc đơn sơ Ông chuẩn bị cho cái thân xác mình Để khi vào dòng khổ tu Nằm trên ván Với chiếc chiếu Cám phúc Đó là cái bàn thờ Cái giường nằm Và một vật rất quý báu mà cái người tẩm liệm ông đã lấy ra trong cái túi áo lúc ông bị bắn chết ông chết trước khi bị bắn rồi thì một sâu chuỗi mà máu khô đã kết những cái hạt dính lại với nhau ngoài ra không có gia tài nào khác không có một chiếc xe riêng tôi không biết ông có cái bút riêng nữa không đó hay là ông xài cái bút chung chỗ nào viết cái đó Những giây phút cuối đời thật là âm thầm Bên cái khuôn viên Gọi là đền võ quốc công Tân Sơn Nhất Hiện diện trong cái giây phút đó Ngoài vị linh mục hành lễ Chỉ có ông bà Trần Trung Dung Và một số anh em binh sĩ Có phận sự làm trung sự Có nghĩa là mai táng Tội nghiệp hết mình cũng không cần phải điều điều tra thêm ai là người giết cái động cơ đứng đằng sau là cái nhóm tài phiệt quốc tế có vậy thôi bây giờ họ vẫn lũng đoạn tới giờ này. Những cuộc chiến ở Ukraine ở bất kỳ nơi đâu dưới sự điều khiển của họ. Mình không dám nói suy luận đâu mà đó là sự thật. Họ làm giàu cho nên đi vào con đường định mệnh như tôi nói lúc đầu, bánh xe lịch sử vẫn quay và Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Nhu đã bị bánh xe đó nghiền nát. Có vậy thôi. Chúng ta tiếc thương là bởi vì cái gia sản để lại về vật chất ông có ba món tôi kể, nhưng gia sản về tinh thần nhiều. Nội cái tinh thần bất khuất trên cái quy hiệu ông chọn là cái khóm trúc. Nó là phải sống thẳng, có chừng mực và trong ruột rỗng không có giữ gì làm tư lợi như cây trúc, cây tre. Đó là một sự mà tôi tin rằng nó gieo, nó sẽ mọc giống như bài tin mừng hôm nay. Chúng ta mỗi lần nhắc tới vẫn thấy nó buồn và nó tiếc. Đúng vậy, không sao. Nó đã qua rồi 60 năm rồi thưa quý ông bà Lúc đó tôi 13 tuổi À 10, 14 tuổi 15 tuổi rồi Tôi ở Huế Hoang mang lắm Bởi vì ngoài đó những vụ khác đang rùm beng lắm Đặng sĩ mới này kia Đài Phát Thanh Huế đủ thứ chuyện Kinh khủng Nhưng khi được tin Và bức hình chụp Ngô Đình Diệm nằm kê đầu trên cái thao bằng nhôm ở trong chiếc xe thiết vận xa M113. Mình đầy máu. Và chúng ta thấy rõ ràng là mỗi năm chúng ta tưởng niệm lại để biết ơn. Có vậy thôi. Để cầu nguyện. Và cái hạt giống là thân xác của ông và người bào đệ đã mục nát. Nó giống như hạt lúa mì gieo xuống đất. Chắc chắn phải mọc lên cái gì thôi Cái tinh thần yêu nước đó Tinh thần vô vị lợi hy sinh đó Nó còn Chúng ta không nên thất vọng Và hãy nuôi cái tinh thần yêu nước Giống như Ngô Đình Diệm Cảm ơn Chúa cho chúng con Một thời gian 9 năm ngắn ngủi Nhưng gọi là huy hoàng Cảm ơn Chúa cho chúng con Trong 9 năm đó mà chúng con học được Thế nào là công dân giáo dục Thế nào là đạo đức Thế nào là lễ nghĩa Trong các sách giáo khoa Thật hay thưa quý vị Bây giờ có người ở bên châu Âu Là in lại những cái cuốn Quốc văn giáo khoa thư đó Tôi sẽ nhìn cái hình là tôi cảm động lắm Gửi nguyên cuốn đó đó Mà gửi qua email Cho nên nó đi từ 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 mà nhìn cái bìa lại mình nhớ hồi nhỏ mình xem rồi Mình học rồi Mình coi hình trong đó rồi Thấy cảm động lắm đó. đó là nền giáo dục đó, nhân bản đó Và ít nhất gia tài ông để lại, để lại đó là Nhân vị cần lao Mỗi người có một nhân vị của mình Phải được tôn trọng Tốt Cảm ơn Chúa Cảm ơn người đã có ý tổ chức Thánh lễ hôm nay để tất cả mọi người một năm có một lần mình tưởng nhớ lại ít nhất hôm nay mình cũng biết thêm cái lý do ông bị giết và mấy ít lâu sau là tới ông Kennedy cũng bị bắn chết kinh khủng tôi đứng ngay cái ngã ba ở Dallas nơi mà chiếc xe vừa quẹo phải chậm lại thì ông bị bắn đứng ngay đó mà ngó cái tòa nhà và người ta chỉ cái cửa sổ thuốc trên cao bắn xuống ghê thật tổng thống hoa kỳ người ta vẫn giết nếu không theo đường lối của người ta và sau đó người ta bịt đầu mối rất khéo thì công cuộc ám sát tổng thống ngô đình diệm của chúng ta cũng được bịt đầu mối rất khéo léo thôi được rồi mình Nhớ vậy để mà mình xây dựng một đất nước Ngay trên đất nước này nè Cũng một tinh thần Ước gì tinh thần của cái khóm trúc Nó vẫn còn đâu đó Mặc dù mình thấy Cái huy hiệu mà Ngô Đình Diệm chọn Rất đơn sơ Một cái khóm trúc Một thẳng Rỗng ruột Và có chừng mực Có mắt Nó nói lên rất nhiều điều Thưa quý vị bằng chứng là đám tang của người thân phụ thì người con cả phải chống cây gậy trúc về đi đưa đám à cây trúc